Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 6, tin từ các cơ quan chức năng thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận vẫn chưa tìm thấy con tàu cá BTH-86119TS không người lái đang di chuyển chậm trên biển sau 2 ngày huy động các lực lượng tìm kiếm. Trước đó, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, vào lúc 4 giờ ngày 31 tháng 5, tàu cá BTH-86119TS dài 10,5 m, công suất 33 CV do ông Nguyễn Duy Hùng, 38 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Ghi, làm thuyền trưởng. Và trên tàu chỉ có duy nhất ông Hùng đang hành trình theo hướng đông, đông bắc đến vị trí cách đông nam, cửa biển La Ghi, khoảng 4 hải lý, thì ông Hùng bị trượt chân, ngã xuống biển. Riêng con tàu BTH-86119TS vẫn tiếp tục hành trình, không người lái, đi về vùng biển thành phố Phan Thiết. Sau hơn 4 giờ lênh đênh trên biển, đến khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, ông Nguyễn Duy Hùng đã may mắn được tàu cá BTH-86776TS phát hiện, cứu vớt lên tàu. Đến 17 giờ cùng ngày, tàu cá BTH-86776TS đã đưa ông Nguyễn Duy Hùng vào cảng La Ghi an toàn. Được biết, đặc điểm nhận dạng của tàu cá không người lái đang bị trôi dạt có thân tàu sơn màu xanh dương, cabin sơn sọc trắng vàng, mặt trước cabin có chữ Đăng Huy 19. Áp thấp mạnh lên ở Hoàng Sa, dự báo mưa nhiều khắp nước. Vùng áp thấp hình thành giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng di chuyển về Trung Quốc, song gây mưa nhiều khắp nước ta. Cụ thể, chiều 30 tháng 5, áp thấp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới hướng vào Trung Quốc. Lúc 13 giờ ngày 30 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương với 39-49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm từ 10-15 km/h, hướng Bắc, sau đổi hướng Bắc Đông Bắc, đi vào vùng biển và đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, rồi suy yếu thành một vùng áp thấp. Về tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-3,5 m. Nhiều khu vực trên cả nước có mưa. Về diễn biến thời tiết trên đất liền, ngày hôm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng 30 tháng 5 đến 15 giờ cùng ngày có nơi trên 40 mm như Xuân Lạc, Bắc Cạn 57,4 mm, Quảng Sơn, Quảng Ninh 51,6 mm, Phương Viên, Bắc Cạn 41,8 mm, Rạch Chèo, Cà Mau 46 mm. Dự báo đến sáng 31 tháng 5, khu vực Nam, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 120 mm. Trước đó vào chiều tối và đêm 30 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Chỉ đạo khẩn trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vào ngày 30 tháng 5, một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo đó, vào lúc 10 giờ ngày 30 tháng 5, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 16,5 đến 17,5 độ Vĩ Bắc, 110,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ngày và đêm 30 tháng 5, khu vực Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Trong chiều 30 tháng 5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang yêu cầu chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của vùng áp thấp, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Cảnh báo đáng sợ về mùa bão 2024. Chúng ta cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với một mùa bão cực kỳ khốc liệt vào năm 2024. Đây là lời cảnh báo mới nhất từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, NOAA. Dự báo về một mùa bão năm nay với mức độ hoạt động cao bất thường. Các chuyên gia thuộc NOAA đã đưa ra nhận định này trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Những yếu tố này đã góp phần tạo ra những thay đổi chưa từng có ở nhiều nơi trên thế giới. Theo lời cảnh báo của NOAA, có tới 85% khả năng mùa bão năm nay sẽ mạnh hơn so với bình thường. Dự kiến sẽ có từ 17 đến 25 cơn bão được đặt tên, trong đó có từ 8 đến 13 cơn bão sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong, và từ 4 đến 7 cơn bão có thể đạt tốc độ gió trên 179 km/h. Các chuyên gia khí tượng giải thích rằng, một trong những nguyên nhân khiến mùa bão năm 2024 có khả năng trở nên đặc biệt nguy hiểm là do nhiệt độ nước biển đang ở gần mức kỷ lục ở Đại Tây Dương và các khu vực khác, tạo điều kiện lý tưởng cho các cơn bão phát triển mạnh mẽ. Việc chuyển giao từ El Nino sang La Nina hiện đang diễn ra cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra điều kiện lý tưởng cho sự hình thành của cơn bão hoàn hảo. Trong giai đoạn tiền La Nina này, sự suy giảm cường độ gió ở vùng nhiệt đới làm cho bầu khí quyển trở nên kém ổn định hơn, từ đó tạo điều kiện cho các cơn bão phát triển và mạnh lên. Nat Johnson, một nhà khoa học từ NOAA cho biết La Nina thường dẫn đến các hoạt động bão mạnh hơn bình thường ở khu vực Đại Tây Dương. Một ví dụ điển hình là mùa bão Đại Tây Dương năm 2005, trong đó bao gồm cả cơn bão Katrina đã gây ra cái chết cho ít nhất 1.833 người. Không chỉ ở Đại Tây Dương, mà khu vực bờ Tây Thái Bình Dương cũng đang chứng kiến các cơn bão hình thành sớm hơn thường lệ. Vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, cơn bão nhiệt đới đầu tiên của Bắc Bán Cầu được đặt tên là Angon, tên quốc tế là Evinia, đã đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines, gây ra mưa lớn và gió mạnh, làm tê liệt hệ thống giao thông và gây ra nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa bão năm 2024 trên Biển Đông dự kiến sẽ có từ 11 đến 13 cơn bão. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới giống như mọi năm có khả năng sẽ tập trung nhiều nhất từ tháng 9 đến tháng 11. Kỹ năng ứng phó với thiên tai, mưa bão, lũ lụt. Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng khí tượng cực đoan gây ra, cùng với sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, người dân cần chủ động phòng, tránh và lưu ý một số kỹ năng ứng phó với thiên tai, mưa dông, lốc xét như sau. 1. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, như một thông tin về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các thông báo từ chính quyền. 2. Gia cố nhà cửa, đề phòng mưa bão làm tốc mái, đổ nhà, sử dụng các vật liệu có sẵn như tranh, rơm, rạ, phủ lên mái nhà để giảm thiểu tác hại của mưa đá. Kiểm tra lại toàn bộ nhà cửa, nhanh chóng sửa chữa những chỗ bị hư hỏng, buộc lại cửa sổ, mái che, đề phòng gió lốc có thể giật tung và thổi bay, gây tai nạn cho người cũng như thiệt hại về của cải. 3. Di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn và dự trữ thức ăn cho chúng. Kiểm tra lại việc dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men, chất đốt, tranh thủ thu hoạch lúa, hoa màu hay thủy sản, lưu giữ các số điện thoại và địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. 4. Tạm ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà, phòng tránh tai nạn điện giật hay chập cháy, không đi ra ngoài, đề phòng bị các vật bị gió thổi bay như tôn lợp mái, cành cây gãy, cây đổ, dây điện đứt gây nguy hiểm đến tính mạng. Tránh xa những nơi dễ đổ như cây to, cột điện, bờ tường, đề phòng tai nạn. Không vớt củi và đồ vật trôi nổi trên sông. Không đi vào khu vực nguy hiểm như những nơi nước chảy xiết, ven sông hồ, sông suối hay nơi có nguy cơ sạt lở.
đặc biệt nêu cao tinh thần cảnh giác nếu sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở, gần sông, suối, khu vực sườn đồi, núi, có độ dốc lớn, đất đá kém ổn định. Cần chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, tạm thời đến những nơi an toàn trú ẩn. 5. Khi có mưa dông, sét, cần tìm nơi trú ẩn an toàn, không đứng dưới các cây to, gò cao, chân cột điện, trạm biến áp, v.v. Không cầm vật dụng bằng sắt, hạn chế sử dụng điện thoại di động, không ở lại các láng, nương, thiếu an toàn. Tích cực tham gia vào lực lượng xung kích, phòng chống thiên tai, cứu hộ và cứu nạn của địa phương. 6. Sau khi mưa dông tan, bà con cần tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà, lau dọn nhà cửa để đảm bảo vệ sinh, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!